kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời tiết tổng hợp trong ngày và dự báo thời tiết cho 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực miền Bắc đã giảm mưa rõ rệt. Mưa chỉ còn xuất hiện rải rác với lượng không đáng kể vào đêm và sáng sớm ở một vài nơi, còn ban ngày trời chuyển nắng nhiều. Trong những ngày tới thì do không chịu ảnh hưởng của hệ thống rãnh thấp hay là các tác nhân gây bất ổn định trong khí quyển nên tại khu vực Bắc Bộ phổ biến một kiểu thời tiết là mây thay đổi, ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày sẽ tăng nhanh trong khoảng từ 9-10 giờ sáng đến tầm qua trưa. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ lên đến mức là 32 cho đến 34 độ. Một vài nơi có thể sẽ lên đến 35 độ như là tại Lào Cai, Hà Giang, cảm giác hơi oi nóng. Trời nắng ráo, ban đêm ít mưa nên thời tiết thuận lợi cho hoạt động vui chơi nhân dịp Trung thu của các em thiếu nhi nhi đồng. Độ ẩm không khí trong những ngày tới cũng giảm xuống và vào ban trưa chỉ dao động trong khoảng 70-75%. Tuy nhiên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, do ảnh hưởng của hệ thống gió đông ẩm nên khả năng ở các tỉnh khu vực vùng núi như là tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang sẽ có mưa rào nhẹ một vài nơi với lượng vừa và kết thúc nhanh. Còn với các tỉnh khu vực miền Trung thì trong những ngày tới, toàn bộ các tỉnh ven biển khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến với kiểu thời tiết là mây thay đổi, ít mưa và ngày nắng, nên nhiệt trong ngày sẽ tăng nhẹ, cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 32-34 độ. Riêng khu vực một số tỉnh thuộc Nam Trung Bộ như là tại khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khả năng trong sáng mai và chiều tối ngày mai sẽ có mưa rào và dông, tuy nhiên thì lượng mưa cũng không nhiều và kết thúc nhanh. Ở các tỉnh miền Nam thì suốt mấy ngày nay liên tục có mưa dông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong ngày mai, toàn bộ khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn nằm ở rìa nam của rãnh thấp kết hợp với sự hoạt động của gió Tây Nam ẩm nên tại đây trời tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông trên diện rộng. Đặc biệt là mưa vừa, mưa to kèm theo gió giật mạnh có thể sẽ xuất hiện tại một số tỉnh như là tại khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai. Tuy nhiên thì từ ngày mùng 8, mùng 9 tháng 9 trở đi thì thời tiết sẽ dần tốt lên, mưa sẽ có xu hướng là giảm đi, ban ngày nắng nhiều hơn. Những cơn mưa chỉ còn chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm dưới dạng là mưa rào, thuận lợi hơn cho hoạt động dân sinh. Nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động từ 28-30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 30-32 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong khoảng 2 ngày tới, tại vùng biển phía bắc của Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tại vùng biển thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có dự mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Còn tại khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ chịu thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên gió Tây Nam tại đây sẽ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết của anh em hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.